Chào các bạn, đây là mô hình xử lý nước thải cơ bản. Nước thải sẽ được đưa vào đây để xử lý sinh học khí oxygen được bơm vào để cho vi sinh vật trong bùn hoạt tính ăn các chất hữu cơ. Nhưng cái hay ở đây là chỉ sụp phần bề mặt, phần dưới đủ yên tĩnh để bùn và cặn bẩn có thể lắng lại và được thu hồi. Cái bể này người ta gọi là SBR, Sequencing Batch Reactor, ở dịch sát là bể vận hành theo mẻ. Dân trong nghề gọi là bể bùn hoạt tính. Nước sạch hơn được tách sang bể số 2 để tạo bông tụ. Có hai bể tạo bông tụ để đảm bảo các tạp chất trong nước được loại bỏ. Các chất bẩn được kết rắn, ngày càng to và có thể lắng xuống dưới. Tất nhiên là ở dưới có chỗ thu bùn cặn. Hóa chất cho vào đây là một hay kết hợp các chất keo tụ sau, muối nhôm hay còn gọi là phèn nhôm hoặc muối sắt hai hay còn gọi là phèn sắt 2. Hóa chất PAC. Bể cuối cùng số 4 là bể lọc để tách toàn bộ bùn và chất rắn lơ lửng trong nước. Nước có thể xả thải ra môi trường. Có gì sai comment phía dưới nhé. Hẹn gặp lại các bạn ở những bài học thú vị khác của Trạng.